không chăm sóc điện thoại thì nghĩ là cho thôi chứ có đẹp trai đâu, đâu có cao, đâu có to, đâu phải gu của mình đâu. Thì xin thì cho thôi chứ người ta tới xin rồi không cho thì kỳ. Tự nhiên đâu không biết một làn gió nào thổi tới tự nhiên con gọi cho ảnh. Tự nhiên con gọi cho ảnh con đi làm về cái tự nhiên con thấy ông nội này sao dai dẳng quá ta. Hay là thôi mình gặp ổng lần đi rồi cho bỏ luôn đi, chỉ giống vậy. Nghĩa là trong suốt 6 tháng rồi con không trả lời. Trả lời, con không trả lời tại vì nghĩ là không thích. Sao trả lời rồi? Không trả lời, anh nhớ lộn người khác rồi đó. Con không trả lời. Ba con còn gì nữa, lúc mà đầu tiên á, khi mà con gọi về cho ba con nói ba ơi, con thương người này rồi, người ta là người nước ngoài, hơn 12 tuổi nhưng ba con không cho. Khóc lên khóc xuống cũng không. Nói là thôi anh ơi, giờ sao ba nói không, con làm em bé đi. Cả hai vợ chồng đều người Hàn Quốc hết. Không phải đó. Không phải đâu, đây em là người Việt Nam. Dạ con là người Việt Nam. Còn đây là người Việt Nam. Đúng rồi, người Việt Nam. À, hình như là lâu lắm rồi mình mới gặp một cái bộ trang phục mà của một cái quốc gia. Đúng rồi. Mà được quốc xuất hiện ở một quốc phục của một cái quốc gia nó rất là đáng yêu. Trang phục là đám cưới. Trang phục truyền thống á, truyền thống của người Hàn Quốc là do mẹ chồng của con may cho con lúc đám cưới. Hai vợ chồng mặc đồ này làm lễ ở nhà thờ. Là hai vợ chồng con là muốn ôn lại kỷ niệm mà lúc hai vợ chồng mới cưới nhau cơ, cách 2 tháng thôi. Yeah. Ở đây á. Dạ, đám cưới được 2 tháng thôi. Nhưng mà có hai đứa con rồi. Mà có hai đứa con rồi. Đứa con gái lớn của con là được 2 tuổi. Và đứa nhỏ à? Đứa nhỏ là được 7 tháng. Trời ơi. 2 năm 2 đứa. Đó là làm năm 1 liền tu tiên. Là con trai lỡ, hả? Lỡ mất công đẻ rồi coi là đứa đầu là con gái, đứa sau là trai. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nha. Dạ con trước, con tên là Nguyễn Thảo Phương Nguyên. Con sinh năm 1998, năm nay con được 24 tuổi. Và hiện tại con đang làm mẹ bỉm sữa toàn thời gian cho hai em bé. Con đang sống ở đâu? Dạ hiện tại con đang sống ở Biên Hòa. Hai vợ chồng không có sống ở Hàn Quốc hả? Dạ không, chú Quốc Thuận là từ khi mà hai vợ chồng gặp nhau, quen nhau và sinh em bé đến khi khung thì hiện tại là đều ở Việt Nam. À, ở Biên Hòa. Dạ. Rồi xin mời. Anh tên là gì? Xin chào. Xin chào. Tôi tên chào chú cô. Chào cô chú. Cô chú. Cô chú. Tôi tên là. Con tên là Bạc Tê Đáng, sinh năm 1986. Công việc. Công việc, con làm việc ở Uri Bank, Vienna Branch. Làm việc ở ngân hàng UBank chi nhánh Biên Hòa. Chú biết chưa? Biết rồi. Chú lấy tiền gửi vào UBank đi. Tôi không có tiền. Tôi sẽ cho lãi suất cao. Mở tài khoản đi. Đúng rồi, chú mở tài khoản đi. Mở tài khoản. Con miễn phí. Cảm ơn anh bà, mở tài khoản đi. Chút nữa vào trong chúng ta giao dịch. Rồi bây giờ chắc Thảo đi. Chắc Thảo kể đi cái cơ duyên nào mà gái Việt Nam gặp chàng trai Hàn Quốc. Ngày hôm đó khoảng 3 năm về trước. Vào mùa mưa cuối tháng 7. Là lúc đó là con cũng đang đi làm ở công ty, con đang làm kế toán. Ngày hôm đó là công việc mệt mỏi. Rồi cô đơn ở Sài Gòn, cô đơn một mình, sống một mình. Thôi đi ra ngoài quán cà phê ngồi đi cho đỡ buồn, chứ ở nhà tâm lý quá. Đi ra ngoài quán cà phê ngồi thì gặp anh này. Hình như anh đó cũng hôm đó cũng tâm trạng cũng không vui. Theo như là anh nói với con là lúc đầu anh thấy con là trời ơi đẹp quá. Mũi to. Mũi to là tại vì lúc đó là con mới có 22 tuổi thôi. Mình là con gái mới lớn mà mình người mình có cái gì là mình muốn khoe ra hết. Rất là đẹp quá. Tới xin số điện thoại của con. Ủa nhưng mà lúc đó tụi con nói chuyện với nhau bằng tiếng nào? Lúc đó là con vẫn chưa biết tiếng Hàn. Lúc đầu mới gặp là con chưa biết tiếng Hàn. Con giao nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Con cho số điện thoại thì nghĩ là cho thôi chứ có đẹp trai đâu, đâu có cao, đâu có to, đâu phải gu của mình đâu. Có đẹp trai đâu, đâu có cao, đâu có to, đâu phải gu của mình đâu. Thì xin thì cho thôi chứ người ta tới xin rồi không cho thì kỳ. Nhưng mà con có nghi là ổng cua mình không hay là con nghi ổng là cắt cái ổng cua con mà. Lúc đó thì mình mới lớn thì con cũng cho số điện thoại rồi về cứ ngày nào cũng nhắn tin em ơi ngủ dậy chưa, nói nhắn tin với con bằng tiếng Việt em ơi ngủ dậy chưa, em ăn gì. Suốt đâu 6 tháng trời thì mình không thích mà con đâu có trả lời đâu. Tự nhiên đâu không biết một làn gió nào thổi tới tự nhiên con gọi cho ảnh. Tự nhiên con gọi cho ảnh con đi làm về cái tự nhiên con thấy ông nội này sao dai dẳng quá ta. Hay là thôi mình gặp ổng lần đi rồi cho bỏ luôn đi, kiểu giống vậy đó. Nghĩa là trong suốt 6 tháng rồi con không trả lời. Con không trả lời tại vì nghĩ là không chắc. Chú trả lời rồi. Không trả lời. Anh nhớ lộn người khác rồi đó. Con không trả lời. Cái tụi tôi nói tụi con gặp nhau. Cũng trời mưa. Nhưng mà lúc con gọi cho ổng á, con người gợi ý là đi gặp nhau á, con cái phản ứng của ổng trong điện thoại như thế nào? Phải lắm chú. Nói với con là em ơi, gặp anh đi, em dạy tiếng Việt cho anh nha. Anh sẽ dạy tiếng Hàn cho em. Hai đứa mình giống như là một người bạn, học tiếng Việt và học tiếng Hàn với nhau nha. Gặp anh đi thì ok, em sẽ mừng gặp lắm, anh. Mừng lắm. Tối gặp con á, con cho đợi nửa tiếng ở dưới nhà luôn. Nào là đi làm về mà 5 giờ đi làm về, nào chải tóc, điệu đà, trang điểm rồi đủ thứ đi xuống dưới.
đợi nửa tiếng mà vẫn vui vẫn cười, rồi mang nón bảo hiểm cho con, rồi chở con ra đúng cái quán cà phê mà tụi con mới gặp nhau lần đầu tiên. Bắt đầu hai đứa mới tâm sự, rồi nào là tự nhiên cái từ từ cái nắm tay, trời ơi, mới gặp cái nắm tay luôn từ từ cái nắm tay nè, nắm tay xong tí nó lên vuốt tóc nè, vuốt tóc xong nó tí nữa em ơi, à anh nghĩ là anh lấy vợ là anh sẽ đẻ hai đứa con, rồi anh lấy vợ về anh sẽ nghĩ là anh sẽ đặt tên con là cái gì. Mà nói tiếng Anh hả? Lúc đó nói tiếng Việt chứ con, ảnh cũng biết một chút tiếng Việt. Ủa nhưng mà sao mới gặp vậy đó, nắm tay rồi vuốt tóc rồi gợi ý chuyện con cái mà em cũng cho, mà em cũng nghe lời ổng vậy? Tại vì lúc đó mình kiểu như mình thấy người này thích mình quá, mình là con gái mà con nít rồi, đúng rồi, con gái lớn nữa, dụ con ghê lắm, nói em ơi em lấy anh đi, anh giống như muốn cho em cả thế giới, em thấy là quan trọng nhất của anh. Thì đúng rồi, mình đang cô đơn mà mình gặp người quá tốt thì mình phải giữ thôi. Cả ba con còn gì nữa, lúc mà đầu tiên á, khi mà con gọi về cho ba con nói ba ơi con thương người này rồi, người ta là người nước ngoài, hơn con 12 tuổi nhưng ba con không cho, khóc lên khóc xuống cũng không, nói là thôi anh ơi giờ sao ba nói không, cô làm em bé đi. Con cũng sợ. Chưa gặp cả lần đơn đổ. Chưa gặp ba lần nào hết. Em bé rồi. Anh có thai rồi. Rồi ba nói sao? Tiếng đồng hồ ba không hề nói gì hết. Ba ngồi vậy nè. Bác thể học tiếng Việt nhiều chút. Tiếng Việt khó lắm. Người Hàn Quốc không được chào sắc, chào năng, chào quên. Bởi nếu người Hàn Quốc không chăm chỉ khi nói chuyện, người Việt Nam tất cả nói là không biết, không hiểu. Bác có tỏ tình, có cầu hôn với con là lúc đó cầu con, hôn tụi con xác định quen nhau vào cái ngày mà tụi con gặp lại ngày đầu tiên đó, và hẹn hò đâu có khoảng được 8 tháng hả. Thì lúc đó con có em bé được 3 tháng rồi. Thứ bảy chủ nhật là thường ảnh sẽ về Sài Gòn với con, ảnh nói là em ơi hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn, tới đâu tới đó đó em ở nhà chuẩn bị đồ nha. Thì con có nghĩ là bình thường thì đi làm cuối tuần về cũng dẫn con đi chơi đi ăn kiểu giống vậy đó. Thì tự nhiên cái hôm đó ổng về ổng nổi vuốt tóc, bình thường không hề vuốt tóc, không biết trang điểm không biết gì, để cái cũng làm cái vỡ mộng cho hôn nhân của con đó. Là con nghĩ là người Hàn Quốc người ta chăm chút, người kia ổng không có gì hết. Tự nhiên cái hôm đó ổng về ổng đứng trước gương, ổng vuốt tóc nè, ổng cà vạt nè, ổng mang đồ vét nè, cái gì vậy trời. Ông nội này kêu dẫn mình đi ăn mà sao làm lố vậy, chắc là hôm nay đi ăn những cái nhà hàng sang trọng hay là cái gì đó. Kêu thì cũng vậy, nhưng mà tại lúc đó con có bầu con đang ngán nên con không có trang điểm, con như là một cái con mắm vậy, mặt giống như dép Lào nữa, con mặc cái đầm bự thật bự ra, cái đầu tóc thì cột ra làm sao rồi thôi. Cái nắm tay con dẫn đi, con đi vô cái khách sạn lớn lớn nhất Sài Gòn luôn, 5 sao ở ngoài Sài Gòn quận nhất. Con nói chết bà, mà con không có chuẩn bị simi gì hết, không có chuẩn bị, con nói chết bà, rồi vô đây rồi mang đồ vậy nữa, mình ổng vậy mình nhìn lại mình y như con mắm gì thiệt luôn á. Dẫn vô đây gì ông nội cũng ngồi vô cái thấy đồ ăn ngon, cái bỏ qua cái lo lắng đó đi, đang ngồi tập trung đang ăn đồ ăn ngon, cái tự nhiên em ơi em đi toilet nha. Thì cứ nghĩ em đi toilet thì bình thường thôi, thì khi toilet xong cái đi ra cái tự nhiên có mấy cái người đánh đàn, ca sĩ đi ra đánh đàn, rồi mấy người múa đi ra. Cái nó khách sạn này phục vụ chu đáo á, kiểu vậy. Thế tự nhiên cái thấy tự nhiên đi lại gần mình, cái đó lúc đó giống như là mình chưa có định hình được trong đầu, nhưng mà tự nhiên cái là đi lại gần mình, cái chết tim rồi, tim đập rồi đó, tim bắt đầu đập đúng rồi đó công dân, cái trực giác đầu tim nó đập rồi. Ông nội này giở trò gì nữa rồi, trời ơi ngày hôm nay mình như vậy mà giở trò, nói trước đi, phải ta trang điểm lên cho đẹp, ngồi xa xa thấy có người chụp hình nó chết rồi. Đầu tiên lúc đó là cảm giác là thất vọng, trước đây mình lên hình là xấu rồi nè, xấu quá. Bây giờ hôm nay cầu hôn tất nhiên chụp hình là mình lên hình là mình xấu rồi, chết rồi. Nhưng mà qua cái cảm giác nó ông nội này cứ tự nhiên làm ba trời, bắt đầu khóc là tự nhiên lúc đó đang có bầu nữa chú, bao nhiêu cảm xúc cũng biết, kỷ niệm vợ chồng ùa về, đâu quỳ xuống dưới chân con nói em ơi em đồng ý với anh nha. Cái mình suy nghĩ cả cuộc đời mình 24 năm, không phải già gì, 24 năm sống trên đời có ai mà dám quỳ xuống dưới chân mình mà nói với mình được một câu như vậy, là người ta coi mình cả thế giới rồi. Giờ lấy thì giờ sao, rồi có bầu rồi thì trước sau thì cũng lấy, mà không cầu hôn thì cũng lấy thôi. Hồi anh coi ảnh tổ chức cái buổi đó là có lâu không? Ôi mà nó chuẩn bị hết rồi proper chưa? Một tuần. Tại vì tính chất công việc thì rất là bận. Có tốn nhiều tiền không? Không có này là cả chỉ có. Bởi vì dịch Covid mọi thứ rẻ. Không có này chỉ có tất cả. Mọi thứ đều rẻ. Chính là con đường đi. Bởi vì cái gì dịch Covid nên cái khách sạn nó dính Covid hết rồi, nên mọi thứ ở đó mọi đều rẻ hết. Bác thích đồ ăn Việt Nam không? Con thích nhất là cơm tằm. Cơm tằm. Cơm tằm chứ không phải là cơm con tằm. Cơm tằm. Yes. Vậy có thích ăn bún mắm không? Bún mắm. Bún mắm ăn được nhưng nếu muối nhiều
khó lắm, mà tôi khó lắm. Người Việt Nam mình á vốn dĩ ăn cái gì cũng phải có tí nước mắm mới ngon. Mỗi lần á, nói chung cái điều đó là cái điều uất hận của con trong lòng của con bao lâu nay, là con tức tối lắm mà con gặp ai cũng phải đi nói. Kiểu giống như người Việt Nam mình á, ăn cái món gì cũng phải có miếng nước mắm cho ngon. Mình thèm cái gì, ví dụ gà kho đi, mình kho lên cũng phải bỏ miếng nước mắm vô. Đi làm về nói em làm cái gì trong nhà mà hôi quá vậy, mỗi lần đi làm về nghe mùi là khó chịu. Trong khi á, mình đang vui mà mình làm được cái món ăn mình thích ăn không ngon. Bắt có ghen không? Cố gắng. Dạ có. Có. Không phải nhiều, bây giờ biết rồi. Trước giờ con vẫn vậy mà. Tại vì giống như con giải thích đó, không phải con nghĩ xấu đâu. Tại vì mình mới lớn, mình là con gái thì cái gì mình muốn khoe thì mình khoe thôi. Từ lúc con gặp ảnh thì con cũng biết tiết chế rồi, là chồng mình không thích. Nhưng mà cũng vừa vừa phải phải thôi, mỗi lần đi ra đường. Tất nhiên là đàn bà phụ nữ đi ra đường ai cũng phải trang điểm, ai cũng chọn cái bộ đồ mình thích nhất, mình cảm thấy đẹp nhất đi ra. Mình hôm đó nha, mình cảm thấy bộ đồ đó là đẹp nhất đối với mình. Mang bộ đồ đó đi ra, nói anh em chuẩn bị xong rồi đi thôi. Cái mặc đồ kiểu gì vậy? Áo này không thích, vô thay đồ đi. Mình đang thấy mình đẹp nhất mà tự nhiên cái chê. Không nên hở hang, mình phải sang trọng. Thôi bây giờ nhân đây nói luôn, nói cái phần kia luôn đi. Để bắt nói đi, để bắt nói đi. Tật xấu, tật xấu. Quên mặt cho nhiều. Quên mặt cho nhiều. Còn cho quá. Cá nhân là điện thoại. Thì điện thoại cho vợ. Vợ nói là xin cảm ơn oppa. Oppa là anh. Em sẽ sử dụng mãi mãi khi đi nhà hàng. Quên lại nhà. Oppa quên mặt điện thoại rồi. Oppa quên lại. Quay lại. Nhiều lần. Con biết con sai rồi, con cứ phải cãi. Con cãi cho khi nào mà ảnh hết, ảnh không muốn nói chuyện với ảnh nói là không muốn nói chuyện với em nữa, em đi về nhà ba em đi. Giống như cái thôi mình mới im, mình cảm giác là ổng chịu hết nổi mình im. Cái tối nó mình cứ cả ngày mình cứ suy nghĩ chết rồi. Mình làm một cái lỗi quá lớn rồi mà mình lỡ cãi rồi. Thì mình phải làm sao giờ, biết tính chồng mình à. Tới ôm, xa gì anh ơi, khóc thôi anh bỏ qua cho em nói. Cũng giống như cũng hiểu con, biết tính con trẻ trâu. Cũng thông cảm cho con. Cứ vợ chồng cứ từ vậy cứ lướt qua tới nay 3 năm rồi. Nói với bác là anh Thuận mong muốn là nhân cái cơ hội ngày hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son với con, thì là anh Thuận muốn bác là có nghĩa thể hiện một cái tình cảm gì đó bằng hành động hoặc là bằng một cái lời nói nào đó. Tiếng Hàn được không? Tiếng Hàn được. Tiếng Hàn, tiếng Hàn. 오빠 생각해보면 오빠가 24살 때 너무 어린 학생이었어. 근데 우리 호랑이는 오빠 만나가지고 24살에 벌써 엄마가 되고 많은 것 경험하고 좋은 가정 꾸려주고 오빠 위해서 많은 것들 해줘서 너무 고마워. 오빠 너무 사랑하고 우리 더 남은 시간 행복하게 살아가자. very good. Rồi xin cảm ơn hai vợ chồng bác. Cảm ơn tụi con đã đến ở đây. Chúng tên là Đinh Phương, năm nay em 32 tuổi và em là kiến trúc sư. Em tên là Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, em là nhân viên xuất nhập khẩu. Hôm nay là mình gặp hai kiến trúc sư. Bây giờ cũng là chủ đề cũng là kiến trúc sư. Để xem hai ông kiến trúc sư này á, giống nhau ở điểm nào và khác nhau ở điểm nào. Và có một điều đặc biệt nữa là hai cô vợ đều tên là Yến. Em thấy lạ không? Chắc là kiến trúc sư thường người ta thích tên Yến. Hai bạn quen nhau thì khi nào? Tụi em quen nhau ở trên mạng. Thì cũng quen nhau, chat với nhau, nói chuyện mấy tháng. Sau đó thì anh mới rủ đi uống nước. Thì anh hẹn em mà anh để em leo cây 2 tiếng đồng hồ. Coi như lần đầu tiên mà đã trễ 2 tiếng đồng hồ. Trễ 2 tiếng là... Vậy thì cái khi mà em gặp được cái ấn tượng của em về anh này sao? Lúc mà anh tới thì anh cũng có tặng quà. Mở ra thì là cái cột tóc. Là mình nghĩ là đây là thứ dữ rồi, thần kinh rồi. Bây giờ thời buổi này làm gì còn ai tặng cột tóc mà cái cột tóc bằng đá hộp không mà chị rất là nặng. Đúng rồi, gặp ảnh luôn rồi. Sau đó là ảnh hỏi em muốn đi uống nước ở đâu. Thì em nói bây giờ em chưa ăn tối, đi ăn. Thì em rủ anh đi ăn lẩu xí quách. Cái món đấy là món lần đầu tiên em nhìn thấy. Nên là em thấy toàn xương không à, có cái gì đâu mà ăn. Tại sao lại lần đầu tiên đi gặp là phải vào nhà hàng hay là vào cái gì đấy. Nhìn nó lãng mạn. Lãng mạn cũng một chút. Lần này đưa một quán để mà gọi nguyên một cái thau mà xí quách mà lẩu toàn xương không à, không có một miếng thịt luôn á, nhìn nhìn hoài mà. Anh thì là thích đi đến một cái nơi nào nó lãng mạn, có hoa hồng hay là có bò bistec rồi ngồi ăn. Đúng rồi. Nghĩ sao đi ra ăn lẩu xíu quách. Tại vì Yến đã nói Yến là người rất thực tế mà. Đúng thích rồi. Ăn cái gì thì ăn cái đó. Không cần thiết phải tặng thêm cái cục tóc mà coi như sến rợn đá không đúng không? Tặng quà chị mà vẫn còn để giá luôn.
Cơ hội quá. Tới lần sau thì em đang đi với một nhóm bạn em đi ăn ốc, thì anh này mới hỏi đang ở đâu. Thì em nói em đang đi với bạn em, anh thích thì anh chạy ra, thì mình đi ăn với bạn mình uống bia, có mình ảnh chơi nước ngọt uống. Bạn mình đã nhìn thấy là giống như là đối tượng này không có hợp gu, tại sao mà giống như kiếm đâu ra mà một cái động vật quý hiếm như vậy. Cái này mình đến chính là mình là phải giữ điểm cho mình mà. Lần đầu tiên mà gặp mà cứ đưa bia ra uống, mà trong cái đấy là chẳng lẽ mình cũng hùa leo luôn. Cái đấy người ta sẽ đánh giá mình nó khác, mình là người nghiêm túc mà đấy. Đấy, chiêu chiêu. Tức là hai vợ chồng này giống như bị lệch pha hoàn toàn luôn á chị. Lúc bao giờ thì em mới cảm nhận được ảnh? Khoảng 3 tháng sau là tụi em chính thức quen nhau. Mẹ em thì cũng đồng ý, nhưng mà anh trai của em á mới hỏi là quen như vậy thì có xác định là cưới không. Tại vì lúc đó em cũng có mấy người muốn cưới á, thì anh này trả lời nói là chưa xác định được. Chính xác là chưa có trả lời được ngay từ bây giờ. Bởi vì là mình cũng có gia đình, mình phải hỏi ý kiến là con bây giờ quen một người như vậy đó, gốc gác như thế kia đó, bố mẹ thấy như nào. Rồi lúc mà em trả lời như vậy, phản ứng của ông anh em như thế nào? Anh ấy thấy chưa, mày thấy chưa, sáng mắt chưa. Thì em cũng nhắn tin với anh này luôn là chia tay. Anh này mới nói là quá nóng tính, tại sao mà mới nghe như vậy mà đã nói chia tay rồi. Hãy để anh về anh hỏi gia đình. Bao lâu thì mới đám cưới? 6 tháng sau. Đó là sao? Dạ. Vậy thì trước cái đám cưới đó hai bạn có gặp phải những cái trục trặc gì không? 3 tuần trước khi cưới tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng mà em thì có cái tính là đi chơi cái là em quên hết. Mà mình đi chơi hay để chế độ máy bay. 11, 12 giờ mà chế độ máy bay thì nằm ở đâu rồi? Sắp cưới rồi lại mơ tưởng đến cậu nào nữa rồi. Lại này nọ rồi, ABC rồi. Em đi đám cưới bạn nhưng mà về trễ. Thì anh này gọi hoài cho em không được. Anh mới nhắn tin cho một đồng nghiệp ở trong công ty em, nói chị đó là che giấu em, tiếp tay cho em đi chơi vậy đó. Mà trong đấy nghe điện thoại vẫn nghe rõ ràng là giọng nói đấy. Đang hát hò mà đang hát mà. Lúc đấy hơn 12 giờ rồi chứ. Có mình bực lên. Em mắng cái chị đó luôn. Đúng rồi, bảo chị không được như vậy. Bọn em sắp cưới nhau rồi. Mà đâu phải đi chơi mỗi nữ không đâu, nam nữ tùm lum đấy mà. 11, 12 giờ đêm đấy. Mà lại khóa máy. Biết chuyện gì xảy ra đâu. Không có gì hết chị. Em đi chơi thì cũng đi hát hò với bạn bè thôi, kiểu như đi đám cưới giờ mình đi tăng hai thôi. Anh này gọi cho em không được, tức quá đi nhậu. Đi nhậu xong té xe, bị xây xát người á. Anh đi nhậu về tới nhà thì cũng gặp em vừa về tới. Bực tức anh mới nắm tay em hỏi tại sao em nói đi em đi đâu, tại sao tắt máy. Mình đang nóng trong người sẵn, ví dụ mà gọi điện thoại cho chị đồng nghiệp mà trách người ta như vậy. Thì em mới đi lấy gói nước lại ảnh để cho tỉnh. Tạm cuối cùng có tỉnh không? Đâu có tỉnh được đâu. Nhưng mà lúc đó là em có biết là chồng em vừa mới bị đụng xe không? Dạ không. Sau đó là em lên em dọn hết đồ đạc quần áo của ảnh, bỏ vô vali quăng ra ngoài đường. Và bê hết giường tủ mà đã đóng á, bê ra ngoài. Em nói anh mang hết về em không cần nữa, không cưới gì nữa. Anh không nói gì nữa, anh đi về. Sáng hôm sau em đi làm xong, tối em về em đi chơi với bạn. Thì tối anh này sốt trên 40 độ thì mẹ không biết chuyện gì hết. Chỉ biết là bị sốt đưa đi. Lúc vô bệnh viện chỉ có gọi vợ thôi. Mẹ em mới gọi điện để em vào bệnh viện gấp. Thấy thảm quá mới làm hòa. Tại ra nước lạnh mà bị sốt 41 độ. Khi đấy là em bảo là khi nào xong bệnh cái này rất luôn, không có cưới hỏi gì nữa. Xong rồi đó. Nhưng mà sau này vào thấy chăm sóc kỹ quá. Lại thôi. Bây giờ thực ra là mọi chuyện nó đã qua rồi. Nhưng mà chị hỏi thật nè, bây giờ Yến còn nóng tính vậy không? Nóng tính thì cũng còn, nhưng mà anh ấy rất ít nói, không nói nhiều đâu. Nhưng mà khi nào mà em làm cái gì sai á, nói hoài à. Ví dụ nói một lần mình biết mình sai, mình đã im lặng rồi, mà nói nữa là em thấy mình phải nói như vậy mới thấm. Bây giờ Yến là bớt nóng tính rồi. Dạ. Còn cái vụ đi chơi á, có bớt được không? Bớt nhiều. Khi nào mà có kèo nào mà chín nghĩa là sự kiện mà không thể từ chối được là phải đi. Anh đã muốn hỏi là em là được mấy bé rồi? Em được một bé 20 tháng. Chắc có lẽ là có con rồi cho nên là Yến bớt đi chơi lại nhà chăm con không? Không, cái này là do là em đòi sự công bằng thôi. Con thì con chung, trông thì cũng có thể là trông chung thôi. Có lúc nào mà vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng rồi con ở nhà mình không? Không ạ, con nhà với bà ngoại. Bây giờ ở nhà là ai là người giữ tiền? Ngay từ đầu cưới á, thống nhất tiền ai người ấy xài, không có liên quan nhau hết á, đồng ý luôn. Nhưng mà đến lúc lấy về thì đâu rồi anh? Đầu thì nói như vậy nhưng mà tới lúc sau thì mình phải suy nghĩ lại. Giờ cuộc sống hai người là phải góp gạo thổi cơm chung, thì tiền bạc cũng phải góp vô. Mà mình chỉ thấy mình góp thôi chứ mình đâu có bạn góp đâu. Góp rồi chứ đâu. Bạn giữ rồi. Bạn đâu có góp gì đâu. Nhưng giờ ngược lại thì giờ bạn có rửa chén chưa, có lau nhà, có giặt đồ chưa? Không, phân công nhiệm vụ chị. Ví dụ em nấu cơm thì anh sẽ rửa chén. Còn em lau quét nhà thì anh sẽ lau nhà. Còn em giặt đồ anh sẽ phơi đồ, nhưng mà bây giờ thì anh làm 60%. 60%. Bây giờ mới loài từ từ ra nè. Bây giờ tới vụ con nè. Tại vì em phải cho con ăn. Em cũng nói với anh nếu như mà anh cho con ăn thì em sẽ làm những cái việc còn lại. Cũng đã đổi vai rồi. Khó lắm, không làm được đâu. Tại vì mình có kỹ thuật đó. Còn anh này không có kỹ thuật là cho anh là bị ói. Cho nên là anh thấy khó quá thì anh mới nhận lại là làm việc nhà để cho em cho con ăn. Em cho con ăn anh thấy em làm nhanh quá. Xong rồi em với con ngồi coi tivi mà anh phải làm là anh tị. Giờ chị hỏi nè, nãy giờ thấy kể xấu nhau vậy đó, nhưng mà em có hạnh phúc với cái gì mà em đang có không?
thật sự thì em rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng em hoàn toàn là trái ngược nhau. Vợ mình hòa, em thì mình thủy. Đấy, rồi vợ thì nói nhiều, em nói ít. Vợ thì ham chơi, em thì lại không có ham chơi. Đấy, hoàn toàn trái ngược nhau 100% luôn. Nhưng mà em thì lại thích như vậy. Vì em thiếu. Nhưng mà có một cái điều ước thì em sẽ ước vợ em thay đổi cái gì? Bớt ham chơi đi một chút, siêng năng một tí. Rồi em anh này á, anh mê chơi game lắm, rồi nóng tính lắm chị. Ví dụ em đi xin đi chơi 9 giờ về đi, mà 9 rưỡi em mới về là nói em là đồ nói dối, đồ lừa đảo, đồ nói xạo, kiểm soát em kỹ lắm. Em đi làm mà ví dụ như anh gọi điện thoại di động mà em không bắt máy là anh suy luận là em đi chơi. Thì đúng rồi, nếu mà mình nghiêm túc thì mình cứ bốc máy bình thường, mà em đang ở đây này đấy. Tại vì nhiều khi mình công việc mình không có cầm điện thoại. Nói chung là suy luận này. Nhưng mà em có hạnh phúc giống như chồng em đang hạnh phúc không? Dạ có chị, nhưng mà mong muốn của mình không có được thỏa mãn. Ví dụ như World Cup mình xem đá bóng đi thì mình phải hô hào, không mở tivi nhỏ xíu không cho coi. Lúc mà chưa có con á, đi xem đá bóng, đi ra bờ kè á, có màn hình chiếu, mình uống bia, uống nước ngọt nào mình hô thì ảnh giữ nguyên một nét mặt luôn, không có hào hứng gì hết á, mà mình muốn sắp qua bàn bên kia ngồi tại vì người ta sung quá. Bây giờ vậy nè, thực ra những cái mâu thuẫn của hai bạn á không có phải là cái gì trầm trọng đâu, mà nó mang tính chất vùng miền là nhiều. Bạn tìm hiểu kỹ một chút về con trai Bắc, ngược lại á bạn phải tìm hiểu kỹ một chút về con gái miền Nam, thì bạn sẽ thấy rằng có những cái á bạn không thể bắt vợ bạn thay đổi được. Ví dụ về cái hướng ngoại á, ngược lại á thì con trai Bắc á họ hướng nội rất là nhiều, thì mình cũng không thể nào bắt chồng mình phải hướng ngoại như mình. Tuy nhiên á, đã là gắn kết với nhau trong cuộc sống vợ chồng rồi á, thì mỗi người nên nhường nhau một chút, giống như đó là món quà cho nhau về mặt tinh thần. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn em. Rồi. Cảm ơn chị. Tưởng chú quen không? Thấy chú trời ơi quá, tưởng chú quen ta không à? Thấy nhìn ông chú rể kìa, cưng hả, nhìn cưng hả? Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em không biết ngồi vừa gì hả? Có khó chịu không? À không, ngồi này cũng được. Không là tôi cho lên kia rồi. Rồi xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xấu chú, em chào cô. Xấu chú. Dương hả? Xấu cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 31. 31? Là Dương 31? Không phải. Hoàng. Hoàng. Hoàng 31 tuổi, ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà, con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ vâng, con chào cô Vân với cả con chào chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cột điện. 3T bánh mì. Không, mà con bánh kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Cái là dạ. Là con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Ôi, nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi sao mà chị em mình giống nhau quá vậy, em định nói luôn, em định nói luôn khổ em... thân thằng bé ôi mình đúng rồi ạ, con đi ăn nhiều lắm đúng rồi. Chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mignon lắm đúng không, mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không? Đó Hoàng. Dạ không, con em cháu là béo tìm lăng rồi ạ. Béo thì ví dụ như là ở miền Nam đi, thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ thì giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên, đó là ở cái là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Bây giờ thì thịt bò, những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ đang là thịt bò một nắng Cờ Đông Ba. Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn
mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ hiện giờ bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2 đến 3 ngày là đã nhận được hàng. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có mình, cách bảo quản và bảo đá sốt, mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi, kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Chú lại hỏi chị. Chị à, bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Trời, làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Là thăm dịch viên đúng không? Chứ sao nó không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô và sẽ phiên dịch cho con. Và con yên tâm. Đại diễn đàng hoàng. Dạ, hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ, tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, còn vậy bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy ạ. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Nãy là chưa có giới thiệu tuổi là nó có không biết. Này, thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. Không, căn bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải chồng. Đúng rồi, đó là hy sinh đẹp trai đó. Cũng thiệt thòi cho vợ mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô không tin cũng đã con chỉ 3 phút 15 giây là con trẻ liền. 3 phút 15 giây tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên thì là lúc nào? Đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Thế mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là gì? Dạ, đấy là công ty về giày da. Rồi sao nào? Thì chồng con cũng hay lấn lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng bạn mà cũng kể sai sự thật thế nào. Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, em cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi gặp nó đi xuống. Đâu, mới về bảo con hay son ven lên trên. Thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, cũng xinh, vâng. Cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho. Vâng. Để mà gặp con mà cứ xin giả xin. Ngày xưa con quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con đời nào lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thấy còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Kiều chê. Nói thật nha. Anh phải nói thật chứ. Là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu tiên đâu. Lần đi trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó đâu thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, bao giờ mới biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng rồi, học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân không được, không nhớ. Thế là đấy, mới con cũng thuộc mải chơi nữa, thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm, từ lúc đấy là mất liên lạc. Mà cũng
nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nhưng mà cũng không để ý. Lúc đấy chắc còn nhỏ đúng không? Tại vâng, con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng cái sim rác cứ dùng mà mất đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè, ủa dạ. Tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghĩ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đây là người bảo thôi. Tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thế là thôi con cũng coi như là thôi. Không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Trong thời gian đó con đi đâu? Con làm gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có gia đình. Dạ. Ok con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các con lại gặp lại nhau? 75 75 55. Tầm 55 là xong rồi. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? À không, con không lấy vợ, con không lấy vợ, con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Vâng, mình ở vậy gái thèm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ, cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó thì tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn nó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ trước đây rất là tự nhiên bị phát tướng béo. Đó. Thế là con biết lại bảo sao bây giờ lại khác vậy? Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng. Con là người chủ động, con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động kẹp Facebook của ảnh. Dạ. Và cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Cảm giác bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng rồi, cũng được 2-3 tháng. Lúc đấy con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử thôi, lúc đấy là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. Đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng rồi sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng. Mà lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tức là làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể ra anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào về ngoại hình? Nó có hình đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn, tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì đâu gái một con trong mòn con mắt chứ con làm sao ấy. Vâng, con đang định nói như thế, con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, cho nên là nhắn tin tới tấp luôn. Vâng, tới đây. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đồn đập như nào lắm hết mọi thứ mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng đánh mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà đến lúc gặp lại đó phải kể thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên ngô mà cô bên chồng chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi thì đúng rồi, tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật, chia sẻ với cả chú Thuận con cũng thuộc dạng lúc đẹp dai có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút nhưng mà mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm nên mất là cũng thôi, nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là trống trải thật, lúc đấy là
Là mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là đưa quyết định. Với là cái lúc mà, lúc đấy khả năng lúc cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, mình trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng. Lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ. Lúc đó chưa đi. Đang đợi bằng đấy, đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Lại là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới là xong biết chia sẻ có câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương. Cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, bạn con chia sẻ súng gấp vậy ạ. Súng gấp. Tức là chỉ trong vòng mấy tháng thôi là gặp lại nhau thì là chỉ có mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì để mà đây nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách nói chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, mà từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe hai mấy cây số, đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón lùm mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân, cũng không muốn cái gì ngại vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy là chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? À không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện. Không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu làm sao chị ấy biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Là chị gái phát hiện. Vâng, cái chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh báo dùng beng lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như là muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu, có đâu cả. Thế lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em, không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu, không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm một cái công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, lúc ấy là shipper vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu khi vào hết khi xuống tàu ấy thì không xuống. Chưa, cái lúc mà bên sau khi mà vẫn giấu gia đình á, thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á, là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về. Như vậy vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con. Vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không. Thế rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Dạ, vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi. Đưa gặp lại nhau, em yêu nhau. Anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng một yêu lần nhiều. Một anh lần rồi, yêu, là chia tay rồi. Đó. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều buồn. Cái ly kỳ. Nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con có lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng là ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi, vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, bất hoạt liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi, mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả, vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng rồi. Dạ, đó con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ.
Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà. Có bao bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó là em cũng con là... cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, đúng cũng xấu hổ, tự nhiên là bảo em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là đúng chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được một năm hai năm. Không trước trước lúc đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Đó là coi như là đã được 2-3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là đi, tức là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ bất nông vợ ngoài thân đấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, để sửa nhà đó thì là có tiền gửi hết về cho mẹ. Mà con rất quý một cái đó là, tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới có quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau? Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy thì có thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có coi như bên sinh người ta có những cái món đồ nó gọi ship vậy, ship hàng á. Vâng, ship hàng mấy năm trước có ship chưa là rộ cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế để tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì ra thì lúc đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Thực ra đó đấy cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Vâng. Là không có một đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu. để mà làm cái biển quảng cáo ấy, để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngượng. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn cũng nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi. Thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ. Thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị hả? Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con ha. Vâng. Nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái... Mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên mình cũng muốn là... Mình muốn nó phát triển, đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt. Tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy là ship, xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Ui, hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi. Đêm bán thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình... rồi. Cái xoài keo á, em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Luôn. Xong rồi đó là ở ngoài miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài ở trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Lúc ấy thì lúc đấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Không, gia đình con cấm cản mà, cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi. Bây giờ quá giờ, ok đúng không? Không là hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu đâu. À đấy. Vô đây coi như là thẳng dũng luôn đó. hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con? Hay là dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai. Biết rồi thì hai đứa sau này. Hai đứa sau thì cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ủa rồi, thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm một con bé thì mẹ. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai?
là chồng con cứ nói là gia đình chấp thuận chứ con thì với con thì nó vẫn là một cái là có sự phấn đấu để nhắc con phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng. Tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm ấy nhở, nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc cứ lông bông, và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên, mình phải làm chủ, mình làm shipper, tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ta ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì ấy cả, thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm, xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm dạ. không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở đúng nhất là bây giờ ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó, tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi, chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó rồi thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích, là có một cái định kiến rất lớn với con, tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm, để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có thấy được bạn này cũng thành công đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu đúng xong tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem thì chưa được tôi sống nó phải không. qua chương trình đó thì mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ, tức là lúc nào cũng con cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân, vâng tuổi thân là tuổi thân là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, sau này hai đứa con dai ấy nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi, các bạn nói chung là cũng có những cái nhiều sóng gió đấy. Nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ định bây giờ gì? bây giờ đó nói chung thì... là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng, để bố mẹ ghi nhận chứ. Để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ấy khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ý. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm, chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc, nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng? Cho bản thân, cả cho chồng cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì. Bọn con sống đơn giản lắm, sắm sửa. Nhưng mà về quần áo thì đi gặp cái đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, rồi khi nào không có cái gì để mà ấy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào cũng tay cũng xoắn nha. Xoắn là nhiều tóc cũng như ủ mưu. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình. Ngày nào cũng phải nhắc, lúc nào cũng phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Rồi cái bạn gì bè nữa thì con? Có nhiều không? Đấy, bạn bè vợ con thì rất ít thật sự. Tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt. Nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài, bạn bè thì khả năng là hơi rất là kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thực ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình bây đi giờ làm lại em biết ấy. Gọi là chị dạ, nhỉ? Vâng. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng
cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không 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 cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng đó nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Dạ vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên nhà con thì vợ con cầm hết. Không có tính thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà, con thấy cầm tiền vừa. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, nó không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu ạ? Ôi trời ơi. Nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi về cho vợ. Ừ, đấy. Là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi. Còn bây giờ không tân rồi, không có tiền mà. Không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để phải để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền đỡ phải mất công giúp đi. Vâng đấy, đấy. Chính là chồng con phải là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm. Mệt ra chi tiêu mệt. Mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm mày nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào. Tức là chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi đường mà có việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đồng khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? À, nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại thủ sao? Trước đúng không? Chứ có phải cầm không chồng con thì có giờ đi nhậu mà, riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn là có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. Nhưng mà con không cần cho số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc có lẽ cũng rất là cẩn thận. Còn khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? Không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại phải mình đàng hoàng, mình xin mình lấy chức đàng hoàng đúng vậy. Đó. Thế là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc mình cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ cần mỗi vợ con thay đổi là bớt tăng công chức việc lại mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con live stream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diện được không? Dạ con có ạ, lúc live stream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là live stream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi, mình sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc live stream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. Là xong. Còn đến lúc còn cá nhân buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đầu bù tóc rối lúc nào. Tại vì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu. Dạ, sau công việc. Dạ. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện ở đây. Vợ tôi sinh năm đó. Đúng không? Dạ, vâng ạ. Không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. À, giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng, chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. À, tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì có kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con... gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì là thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế, là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không có bất kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được cái những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là tức cái nhận. Gì? Không, vâng đúng không ạ? Đó. Không biết kiểm soát bản thân không mình, kiềm chế được, không kiềm chế tính. Được, dạ vâng đúng không ạ? Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Là lúc mà mình điên lên là mình phải điên, ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.